Chào thầy, anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đào nha. Đây là hộp số tròn mới vừa về. Đấy, sau khi mình mở ra thì mình sẽ quay cho anh em về cái nhông 70 răng, nhông xéo đồ bên trong ha. Mình sẽ quay dĩa cho anh em. Nó đây, rồi cầm xi qua. Xi cái đấy này thấy không? Xi trái nhông này. Đấy. Xi trái nhông xéo này để coi cái năng răng này. Quay hết đi là dòng của trái nhông xéo đi. Rửa cầm cái cây mới xeo được. Rồi coi cái đây một xíu nó có cái ấy. Rồi quay đi. Cốt nè. Đó. Ok. Rồi. Còn cái nhông 70 răng là đây. Đồ nó là đây vậy thôi. Ha. Cái nhông xéo thì kiểm tra được. Cái nhông bên trong kia cũng kiểm tra được luôn. Đó. Rồi. Con rùa đây đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Sau khi, cái này là sau khi gá này, sau khi gá nó vô. Gió mới ra cái tuôn cái đầu chốt thôi, tuôn cái đầu ở trên anh á, cái đầu kia còn nhỏ hơn. Rồi thử lại nè, chạy cái đầu tuôn không, kiếm cái con gái nhỏ hơn. Rồi đúc hai con bồ lon vậy cho chị cái này chút coi, dặn hai con bồ lon trên có lấy cây chèo nhẹ cho nhà nó chạy á, nhẹ này cắm cái bơm chèo vô là được. Không, bác hàng bồ lon vô trước rồi anh thử nó chạy nhẹ nhàng, không bồ lon nhỏ ai rồi cây dây chỉ kia kìa. Này hộp số tròn anh ấy, số tròn. Rồi cầm hai cái bên lấy xì cái biết liền. Đây này. Đó thấy không? Đầu đấy thì nó ra cái láp anh em, ra láp còn cái này cũng chị này, cũng chị nhông gì lắm. Xì dưới kia thế này thì hết. Rồi. Ok. Con kia xong cái gá sơ con đấy thôi anh bắt lại. Rồi anh em nhớ like cho một like nha. Anh em cần Phụ Tùng thì liên hệ với Phụ Tùng Xe Đào máy công trình. Số điện thoại là 0907 255 116. Cảm ơn anh em đã theo dõi nó lúc này nha. Chúc anh em một ngày mới mua may bán đắt. Thank you. Gá sơ cái đánh gì nó bắt lắm. Cảm ơn rất nhiều. Đây là số tròn, cái này cũng đầy cổ rồi nhưng mà cái này là tất cả là đồ trong rà ri nha, trong của Đức JP hết. Tất cả đồ JP, số tròn, số la. Hộp số này dính liền cầu nha anh em. Cầu. Dính liền cầu sau á.